Ngày 25 tháng 12 tại nhà thi đấu thể thao công ty nhiệt điện Uông Bí, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Uông Bí đã tổ chức giải khiêu vũ thể thao thành phố Uông Bí mở rộng lần thứ nhất năm 2016. Tham dự giải có 18 câu lạc bộ đến từ 7 tỉnh thành phố với trên 200 vận động viên ở mọi lứa tuổi. Giải khiêu vũ thể thao thành phố Uông Bí mở rộng lần thứ nhất diễn ra ở nhiều hạng mục, nhiều lứa tuổi khác nhau từ thiếu niên, nhi đồng, thanh niên, trung niên và cao niên tham dự. Ngay sau buổi lễ khai mạc, các cuộc tranh tài sôi nổi giữa các vận động viên trong vũ điệu Latin Standard đã thu hút được sự cổ vũ nhiệt tình và sôi nổi của khán giả đến xem. Đây là dịp tốt để các vận động viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh thi đấu. Bên cạnh đó, giải mở rộng cũng khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu môn khiêu vũ thể thao tại các địa phương trong cả nước, tạo điều kiện cho các vận động viên có cơ hội được giao lưu, cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu, đồng thời lựa chọn những vận động viên có thành tích tốt để tham gia giải vô địch quốc gia và cúp các câu lạc bộ toàn quốc.